Huấn luyện viên Campuchia nói một lời ngông cuồng trước cả Việt Nam, cả Đông Nam Á được một trận cười. Bất chấp thực tế việc Campuchia chưa bao giờ vào đến chung kết của SEA Games, vị huấn luyện viên Keski Honda đã tuyên bố giúp đội U23 nước này lên ngôi tại kỳ hội Đại hội lần thứ 32 tổ chức tại Phnom Penh. SEA Games 32 là lần đầu tiên được Campuchia đăng cai Đại hội Thể thao Đông Nam Á. Giống như là các quốc gia khác trong lĩnh vực, tấm huy chương vàng bóng đá luôn rất quan trọng, đặc biệt với một đất nước chưa bao giờ được đăng cai như Campuchia. Thậm chí, họ là 4 trong quốc gia cùng với Brunei, Timor-Leste, Philippines chưa bao giờ lọt vào top 3, 3 đội đạt huy chương. Trong lịch sử của SEA Games thì thành tích tốt nhất của Campuchia thì vào tới bán kết năm 2019. Tại kỳ đại hội đó thì họ may mắn đã rơi vào bảng đấu không có Thái Lan và Việt Nam, Singapore và Indonesia. Sau đó lọt vào vòng trong với 7 điểm. Tại bán kết, Campuchia đã thất bại nặng nề 0-4 trước Việt Nam. Ở trận đấu tranh huy chương đồng, Campuchia chưa đầy nỗ lực, hòa 2-2 sau 2 hiệp chính nhưng mà không thể đánh bại Myanmar trên chấm luân lưu. Nhưng mà kể thực lực có bị đánh giá là yếu, nhưng vị huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Campuchia vẫn tuyên bố rất hùng hồn rằng sẽ đoạt chức vô địch SEA Games năm nay từ tay của đội tuyển Việt Nam. Vị huấn luyện viên này nói, tôi sẽ nỗ lực hết mình để giúp U23 Campuchia giành huy chương vàng SEA Games 32. Nó có ý nghĩa rất lớn đối với đất nước Campuchia cũng như tương lai của tôi. Nếu không đạt được mục tiêu, tôi sẵn sàng rời khỏi vị huấn luyện viên trưởng. Campuchia là một đội bóng khởi nghiệp, huấn luyện viên của Honda, người từng 98 lần khoác áo đội tuyển Nhật Bản và ghi 37 bàn thắng. Dưới sự dẫn dắt của Honda, từ tháng 8 2018 tới nay, Campuchia đã có những bước tiến đáng kể. Ngoài việc là lần đầu tiên họ vượt qua vòng bảng SEA Games và họ cũng là lần đầu tiên được điểm số ở vòng loại thứ hai của World Cup. Mặc dù vậy thì có vẻ như là vị huấn luyện viên này đang làm khó mình khi mà đặt mục tiêu giành huy chương vàng SEA Games. Giải đấu đang được thống trị bởi Việt Nam với 2 lần vô địch liên tiếp. Và chính vì vậy mà phát biểu rất hùng hồn của vị huấn luyện viên này trước người hâm mộ Campuchia lại biến thành chủ đề gây tiếng cười cho cả khán giả khắp Đông Nam Á. Một cổ động viên của Thái Lan đã viết, tôi thật sự nể phục khả năng ngông cuồng của vị huấn luyện viên Campuchia, thật khó có thể tin họ nói được như vậy. Cổ động viên Malaysia thì mỉa mai rằng, chúc Campuchia thành công, các bạn xứng đáng vô địch SEA Games năm sau. Việt Nam, Thái Lan, Indo, Malaysia chỉ là đi dạo trên sân cho các bạn thể hiện thôi. Một cổ động viên là Kanuris của Indo đã ví von, bóng đá Đông Nam Á lại có thêm một diễn viên hài xuất sắc, chúc Campuchia diễn tốt. Và còn rất nhiều bình luận mỉa mai chửi kê vị huấn luyện viên Campuchia sau phát biểu của ông này. Không hiểu động lực nào, tự tin ở đâu mà đã giúp cho ông tuyên bố được như vậy. Nhưng không sao, những phát biểu của ông cũng đã giúp cho bóng đá của Đông Nam Á thêm phần thú vị. Trong những chuỗi ngày chuẩn bị cho AFF Cup đầy căng thẳng, hiện tại Malaysia, Indo, Thái Lan, Việt Nam đều đang rất quyết tâm cho chức vô địch AFF Cup. Indo và Malaysia đang cho thấy sự chuẩn bị rất tốt khi mà liên tục nhập tịch những cầu thủ và không có trường hợp chấn thương nào. Còn Thái Lan và Việt Nam thì đều đang gặp vấn đề về lực lượng, đặc biệt là đội tuyển Thái Lan. Thái Lan luôn được coi là một đối thủ lớn nhất của đội tuyển Việt Nam trong mọi hoàn cảnh. Tuy nhiên, nếu kỳ AFF Cup năm nay thì họ phải gặp chúng ta trong các trận vòng loại trực tiếp hoặc ở bán kết, chung kết thì cơ hội giữ được chức vô địch sẽ là khá thấp. Trong khi lúc này, thầy trò huấn luyện viên Poking đang rơi vào một cuộc khủng hoảng nhân sự. Theo thông tin mới nhất, Supachop, Chawat nhiều khả năng sẽ không thể tham dự AFF Cup 2022 do câu lạc bộ không nhà người. Vị huấn luyện viên Alexander Poking chia sẻ với truyền thông Việt Nam mới đây, tin đồn đó có lẽ sẽ thành sự thật. Tuy nhiên thì mọi chuyện vẫn chưa được xác nhận. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với câu lạc bộ, nhưng họ nói rằng AFF Cup không thuộc FIFA đây. Thời điểm này thì chúng ta không thể triệu tập họ. Như vậy đội tuyển Thái Lan sẽ vắng rất nhiều cầu thủ quan trọng. Chính Chanathip cũng đã tiết lộ là sẽ không về tham dự AFF Cup do muốn nghỉ ngơi sau một mùa giải mệt nhọc ở Nhật Bản. Và những cái tên Chanathip, Supachop, vị huấn luyện viên sẽ trông chờ vào những nhân tố trẻ như là Suphanat, Chanarong. Ở hàng tiền vệ, Poking sẽ còn những cầu thủ giàu kinh nghiệm như là Weathertap hay là Titipan. Tuy nhiên, sự chắc chắn sức mạnh của họ sẽ giảm sút đi rất nhiều. Tại AFF Cup 2022, đội tuyển Thái Lan nằm ở bảng A cùng với Philippines, Indo, Campuchia và đội thắng trong trận đấu gặp Brunei và Timor-Leste. Tại bảng B, đối thủ cạnh tranh ngôi vương với Thái Lan là Việt Nam thì cũng không có được sự phục vụ của Quang Hải khi mà PFC không chịu nhà người. Vì vậy, VFF cùng với huấn luyện viên Park Hang-seo đã nhanh chóng lên phương án để thay thế tiền vệ người Đông Anh. Quang Hải đá 11 trận trong vai trò là tiền vệ trung tâm, 24 trận ở vị trí là tiền vệ cánh và 1 trận làm tiền đạo tuyển. Không phải cầu thủ nào thì cũng chơi tốt nhiều nhiệm vụ như Quang Hải.
Người thay thế anh thì cần phải biết làm bóng, sút xa và gây đột biến. Nếu không, trách nhiệm tổ chức sẽ dồn nhiều hơn lên vai của Hoàng Đức Cảnh Đỗ Hùng Dũng. Hai phương án nhắc tới nhiều nhất trong trường hợp này đó chính là Nguyễn Văn Quyết và Văn Khang. Văn Quyết đã có được 2 trận giao hữu vào tháng 9 trước Singapore và Ấn Độ. Khang thì cũng đã đá chính cho đội tuyển và ngay lập tức ghi bàn vào lưới Singapore. Lần gần nhất, Văn Quyết đã chơi mùa giải chính thức cho tuyển là AFF Cup 2018 khi Việt Nam vô địch mà không cần có nhiều đóng góp của tiền đạo này. Nhưng gần đây, cầu thủ 31 tuổi đang đạt phong độ cao với 6 bàn qua 17 trận tại V-League. Nếu Việt Nam đá đội hình 5-4-1 thì Văn Quyết có thể là một phương án thay thế Quang Hải trong vai trò tiền vệ cánh. Lão tướng của Hà Nội FC cũng có thể chơi được vị trí là tiền vệ trung tâm trong sơ đồ 5-3-2, dù anh nguy hiểm hơn khi mà đá ở gần khung thành. Vị huấn luyện viên Derby đánh giá Văn Quyết có chất lượng và giàu kinh nghiệm. Ông Park biết cầu thủ này có thể làm được những gì. Nhưng các chuyên gia cho rằng vị huấn luyện viên Park nên trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ. Ông Thành Vinh thì ấn tượng với đội U23 Việt Nam. Những cầu thủ tấn công đầy ấn tượng có thể kể tới như là Văn Khang, Nguyễn Hải Long, Lý Công Hoàng Anh. Tất nhiên là quyết định cuối cùng sẽ thuộc về thầy Park và dựa trên những các cầu thủ thể hiện khi mà chuẩn bị cho giải đấu. Về lý mà nói thì đây là cơ hội để cho Việt Nam thử sức khuất Văn Khang để xem cậu ấy có đủ sức mạnh chờ đội tuyển chưa. Nếu làm vị huấn luyện viên Việt Nam, tôi sẽ dùng lượng U23 tham dự AFF Cup bổ sung thêm nhân tố từ U20. Theo nhà cầm quân người Anh Quốc, Việt Nam và cả Thái Lan nên tin dùng các cầu thủ trẻ trong thời gian sắp tới. Hai trận gần nhất thì Quang Hải không đá chính cho Việt Nam, là gặp Malaysia vào vòng loại thứ hai gồm Cúp 2022 tại UAE và Lào trong vòng bảng AFF Cup 2021. Trước Malaysia thì huấn luyện viên Park dùng sơ đồ 5-3-2 với 3 tiền vệ Hoàng Đức, Lương Xuân Trường, Phan Văn Đức cùng cặp tiền đạo với Nguyễn Tiến Linh và Nguyễn Công Phượng. 5 cầu thủ này thì đều đá chính trong trận gặp Lào với sơ đồ 5-4-1. Sau hơn 1 năm đã có nhiều nhân tố đã tạo được dấu ấn tích cực như là Văn Quyết hay Văn Khang. Nếu như có thể tin dùng với những quân bài như là Văn Đức, Công Phượng, do Hùng Dũng đã trở lại sau chấn thương dài hạn, anh có thể thay thế Xuân Trường. Hoặc là ông sẽ dùng nhiều phương án tùy vào đối thủ tại kỳ AFF Cup với mật độ 3 ngày một trận lại phải di chuyển giữa các quốc gia. Điều này cần phải xây tua đội hình. Vàng Quang Hải, cơ hội vô địch của Việt Nam cũng sẽ bị ảnh hưởng, nhưng biết đâu sẽ có những nhân tố được vụt sáng. Như là cách Hoàng Đức đã trưởng thành vượt bậc và trở thành trụ cột của đội tuyển khi mà thay Hùng Dũng hơn 1 năm vừa qua.